What's up 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Tokyo Camera. Lại là mình đây, lâu lắm rồi mới gặp. Ok, thì trên bàn mình đây đang có hai sản phẩm gimbal dành cho điện thoại. Một cái là Smooth X và một cái là Osmo 3. Và tại sao mình lại làm video về hai cái sản phẩm này? Mặc dù mức giá của nó chênh nhau đến mỗi con là hơn 1 triệu cơ. Con này thì rơi vào là 2,6 triệu, còn con này thì rơi vào 1,5 triệu. Nhưng tại sao mình lại mang hai cái sản phẩm ấy ra và để làm video cho các bạn? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn là chiếc gimbal nào dành cho những ai và tại sao nó lại dành cho người đó. Thì bây giờ bắt đầu nhá. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái thiết kế đi. Về cái thiết kế ấy, thì nó sẽ thiên hướng theo hai kiểu khác nhau. Đó chính là một cái theo mình nhá, thì nó là bán chuyên nghiệp, và một cái nó là dành cho nghiệp dư. Tại sao lại là bán chuyên nghiệp? Thì ví đây, như các bạn nhìn thấy Osmo 3, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó hầm hố, nó to, thì nó lại dành cho những anh em nó thích sự kiểu mạnh mẽ một chút. Đó, thì cái với cái thiết kế như thế này thì nó sẽ dành cho những bạn nào có nhu cầu giống mình, hay là một công việc giống như mình đang làm, đó chính là mình làm video cũng như mình làm phim. Thì mình làm phim thì đa phần mình không sử dụng máy phim để làm phim, mà mình thích dùng làm phim bằng điện thoại. Đó, thì công việc của mình thì mình sử dụng điện thoại để quay cũng như là chụp và làm phim khá là nhiều. Thì vậy nên là mình cần một chiếc gimbal nó phải ổn định này. Chiếc Osmo 3 này đảm bảo cho mình những cái đó chính là về tính ổn định rất là cao khi mà các bạn sử dụng. Đó, và thêm nữa là cái thiết kế cân bằng ba trục giống như những cái gimbal như là Ronin S, Ronin SC, thì nó có khả năng cân bằng cũng như là khả năng giữ ổn định cho cái hình ảnh của mình đưa ra nó ok hơn là so với chiếc Smooth X. Còn với chiếc Smooth X thì lại dành cho những ai? Đó, với mình khi mà mình nhìn thấy chiếc Smooth X này thì nó lại dành cho những bạn nào mà kiểu như là thích selfie tự sướng, mà kiểu thích quay TikTok, thì cái con Smooth X này khá là hợp lý. Thứ nhất là vì nó rẻ, và cái thứ hai nữa là vì nó gọn. Cái con này thì các bạn ok gập lại như thế này đó, và các bạn có thể đút vào túi quần một cách rất là dễ, các bạn nhìn thấy nó rất là nhỏ. Và thêm nữa là những ai mà bạn nào mà kiểu đi du lịch mà thích selfie, thích tự sướng, thì cái con này có thêm một cái tính năng nữa, đó là nó có thể kéo dài ra đó. Nó được tích hợp thêm một cái trục kéo dài ở ngay trên thân này, sẽ biến cho các bạn cái từ một cái gimbal điện thoại thành một cái gậy selfie có thể chống rung được. Và nên khi mà các bạn chụp nhóm mà các bạn đưa lên ấy, thì nó sẽ không bị rung cũng không bị lắc quá là nhiều. Đó, điều này khá là tiện và mình khá là thích cái tính năng mà kéo dài ra như thế này. Tuy nhiên thì nó lại chỉ có cân bằng hai trục. Các bạn nhìn thấy nó chỉ có một trục này và cũng như trục này. Chúng ta sẽ không có trục tiêu, tiêu down, tiêu up thì chúng ta sẽ không có. Vậy nên là khi mà các bạn sử dụng cái này ấy, thì mình khuyên là những bạn nào mà dùng theo kiểu nhẹ nhàng, tình cảm thì con này khá là ok. Hoặc là những bạn nào cắm một chỗ quay TikTok ấy, thì con này khá là đều. Tiếp theo đó thì là về phần tính năng. Mặc dù là chênh nhau mỗi con lên tới là hơn 1 triệu, 1 triệu mỗi, 1 triệu 2 gì đấy, nhưng mà tính năng ở trên hai con này thì lại là y hệt nhau. Mình rất bất ngờ với điều này khi mình vào app của Osmo cũng như là vào app của Smooth X, thì về tính năng hai con này nó lại giống hệt nhau. Chúng ta vẫn sẽ có tính năng gọi là tracking cho chủ thể. Ở trên Osmo 3 thì nó gọi là Active Track, còn ở trên Smooth X nó gọi là Object Track. Thì Object Tracking ấy, thì về cách thức hoạt động thì giống hệt nhau, các bạn vẫn sử dụng trên app, vẫn chọn vào chủ thể các bạn muốn. Tuy nhiên về độ hiệu quả thì Smooth X sẽ cho một cái độ hiệu quả kém hơn so với Osmo 3. Tại vì sao? Như các bạn có thể nhìn thấy ngay trên hình ảnh ở đây, khi mình tracking cùng một chủ thể thì khi mà các bạn đưa cái hình ảnh ngang ấy, thì nó không có gì khác biệt. Tuy nhiên khi mà các bạn đưa lên đưa xuống, nhờ có cái thiết kế ba trục, cân bằng ba trục như thế này, khi mà mình đưa lên đưa xuống đúng không, các bạn nhìn thấy nó vẫn bám theo được và vẫn sẽ mượt mà hơn. Còn với Smooth X thì các bạn đưa lên và nó sẽ thoát khỏi khung hình luôn. Với Smooth X thì cái tính năng track này thì nó sẽ chỉ sử dụng hợp với những bạn nào ngang nó, khi mà các bạn quay ngang thì khá là ok. Về điều khiển thì giống hết nhau, các bạn tùy chỉnh trên app được. Và cái này thì mình đánh giá khá là cao so với Smooth X, mặc dù rẻ nhưng mà vẫn có tính năng giống hệt so với con đắt tiền. Hợp lý chứ nhỉ anh em nhỉ? Anh em nào mà kiểu ít tiền mà vẫn thích hàng thơm thì con Smooth X này có vẻ là khá là ok. Tuy nhiên về phần pin thì đây lại là vấn đề của Smooth X. Khi mà pin theo nhà sản xuất công bố thì con này dùng được có 3 tiếng thôi. Sạc thì vẫn là sạc Type-C, hai con này thì đều sạc Type-C giống nhau. Nhưng mà vì nó nhỏ hơn, nó kiểu nó có hai trục thôi, vậy nên là cái thời gian sử dụng nó có 3 tiếng. Trong khi đó với cái con của nợ này, nó rất là to, thì chúng ta sẽ có khả năng sử dụng, mình không nhớ là mình cầm con này đi chơi và mình dùng con này thì khá là lâu. Mình dùng mãi đến cả ngày mới thấy nó hết có một vạch pin.
mà mình quay cả ngày, mà quay dưới trời nắng các bạn ạ, nó rất là nóng. Thêm nữa là con này là có một cái khả năng rất là hay, đó chính là nó có một đầu USB-A ở đây và có thể sạc ngược lại cho cái chiếc điện thoại các bạn. Như vậy thì nếu như bạn nào mà kiểu phải quay nhiều, phải đi nhiều giống như mình mà không tiện mang thêm sạc dự phòng thì cái con Osmo 3 này có khả năng sạc ngược lại cho các bạn. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo được là các bạn làm việc nó sẽ trơn tru, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi vấn đề pin. Ok, vậy là với ba yếu tố chính vừa rồi thì mình có thể tổng kết lại một chút, đó chính là Osmo 3 thì sẽ dành cho những bạn nào thích quay phim bằng điện thoại, có nhu cầu sử dụng về quay phim cũng như chụp ảnh trên điện thoại khá là nhiều thì chọn Osmo 3. Còn với những bạn nào kiểu thích tự sướng, thích làm vlog, quay TikTok cũng nhẹ nhàng thôi thì con Smooth X này khá là hợp lý. Cũng như là về phần giá thì các bạn có thể tham khảo dưới phần link mình để bên dưới. Tất cả các link mua hàng thì mình sẽ để hết. Thì chúng ta sẽ có một bản là bản không cũng như là một bản combo thì các bạn có thể tham khảo ở trên tokyocamera.com. Ok, thì video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có thắc mắc gì hay là muốn mình làm những cái tip trick gì về hai con này hay không thì hãy để lại bình luận phía dưới. Mình sẽ cố gắng thực hiện cho các bạn xem. Và sắp tới thì mình sẽ thực hiện một vài tip trick nhẹ nhàng dành cho những bạn nào mà sử dụng Osmo 3 nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.